Rồi, mà chị em hãy ngồi khoanh hai chân trên thảm, hai tay đặt trên hai cuối chân, xoay nhẹ vai về sau, cằm đuôi về hông cổ, từ từ hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, hoạt động cho khớp cổ, hít vào, nâng cằm ngửa cổ, để hốc hông ra cổ, thở ra thu cằm về hông cổ, đấy đấy về sau, hít vào, nâng cằm, thở ra, cặp về bụng cổ đầy gáy về sau, hít vào lưng, thở ra, cúi đầu cặp về bụng cổ, từ từ hít vào chúng ta đưa mặt về chính diện, thở ra chúng ta xoay đầu sang bên trái, xoay tay cầm thu lại, hít vào xoay lại, thở ra xoay sang bên phải, xoay cơ, hít vào xoay về giữa, thở ra xoay sang bên trái, xoay căng, hít vào xoay lại, thở ra xoay sang bên phải, xoay căng, cằm thu về vào cổ, hít vào xoay về giữa, thở nghiêng đầu sang bên trái, nghiêng cằm, thu cằm về mặt cổ, thu cằm lại, thu cằm lại, giữ giữ vai thẳng, hít vào lưng lên, thở nghiêng sang bên trái, nghiêng cằm, hít vào lưng lên, thở nghiêng phải, nghiêng trái, nghiêng cằm, hít vào nâng lên, thở nghiêng phải, rồi từ từ hít vào nâng đầu lên, là hai tay chúng ta đan vào nhau, hít vào từ từ chúng ta lật ngửa bàn tay đưa lên cao qua đầu, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, từ từ chúng ta buông tay xuống, hít vào, tiếp tục lại, chúng ta đưa hai tay về trước, thở ra, tay phải chúng ta đưa sang bên trái, đặt bên tay trái, tay trái chúng ta kéo ép tam vào sát vào, kéo sát vào, kéo sát vào, thẳng cái tay trái ra, thẳng cái tay trái là kéo căng mà, dùng tay phải ép căng tay trái vào sát thân người, thẳng cửu tay ra, huyền là cửu tay ra, cũng ép mạnh, cái tay trái ra, giữ cái vai cố định nào, rồi hít vào buông tay, vươn hai tay thẳng ra phía trước, là một tay cũng thở, tay phải đặt lên trên tay trái, gặp tay trái lại, ép căng mô vai vào, tay trái thẳng với vai trái, ép căng vào, 5 4 3 2 1 rồi hít vào, vươn hai tay, hai tay chúng ta đặt trên vai, xoay tròn cho khớp vai đó, từ trước lên trên sang ngang xuống dưới, xoay cả, điều
cho chị rút cái bụng lại, vươn vươn cái bụng lên. Rồi chúng ta xoay ngược lại, hít vào bên trên cao lên, trỏ tay lên. Rồi từ từ chúng ta buông tay xuống, hít vào vươn hai tay cao, thở ra, tay trái đặt sang bên cách không chừng hai ngón tay, tay phải áp sát tay để chúng ta buông người sang bên trái, nâng cằm, hít vào, nâng người vươn hai tay cao, thở ra tay phải xuống giữa, nghiêng người sang bên phải, thả lỏng xuống tay trái, hít vào, nâng người vươn hai tay cao, thở ra tay trái đặt xuống bên phải, tay phải vươn áp sát tay, nghiêng sang bên trái, mắt hướng nhìn lên, hít vào, nâng người vươn hai tay cao, thở ra tay phải chúng ta đặt xuống bên phải, chống nhẹ các ngón tay, tay trái vươn cao qua đầu, mắt hướng nhìn lên, hoa đang định ngửa cái đầu quá rồi, nhưng mà nghiêng theo chiều của sống lưng này, lưng chúng ta nghiêng được đến đâu thì cái phần đầu chúng ta sống lưng thì vọng quá cái đầu xuống. Rồi từ hít vào, vươn hai tay cao, thở ra xoay người sang bên trái, tay trái đặt xuống bên phải, tay phải đặt trên bụng trái, xoay tay, hít vào nâng ngực, vươn hai tay cao, xoay sang bên tay phải thả sau lưng bên trái, vươn cao mặt lên, nâng bị cúi đầu quá rồi, nâng đầu lên cầm đưa về cái vai, hít vào nâng lên, đó xoay sang bên trái, tay trái đặt sau lưng tay phải đặt cốt đang bị ngã người rồi, hướng xuống lưng lên, hướng thân người rồi chúng ta bạn xoắn cái lưng chúng ta, cái sống lưng của chúng ta vẫn chúng ta bị cúi đầu rồi đấy, đang bị hít vào lưng lên, thở ra xoắn xoay người xoay ra, tay phải đặt sau lưng trái đặt trên bụng phải, xoay ra bụng, rồi hít vào từ từ vươn hai tay cao, đó là chúng ta xoay người theo cái gối chân đấy, theo cái bản thân từ từ chúng ta đặt người xuống. Nào, hai tay vẫn giữ gập thân người gập từ phần xương cốt, chéo theo phần đùi, hít vào nâng người vươn hai tay cao, đó xoay sang bên phải, nào thân người hướng theo phần đùi gập xuống, nào nâng lưng nào cố gắng nâng lưng nào, nâng tay lên, nâng đầu lên, không cúi đầu, nâng đầu lên, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, vươn hai tay cao, thở ra hai tay đặt trên gối chân, từ từ chúng ta cúi người xuống, sau đó chúng ta xoay tròn cho sống lưng, từ trước sang trái, về sau hoàn tròn nhìn lên, xoay căng, xoay tròn xoay căng,
xoay ngược lại. Rồi, xin mời các bạn ngồi. Đặt lưng lên. Hai tay, hai chân áp vào nhau nào. Hai tay chúng ta cầm vào ngón chân cái nào. Người lên. Chúng ta nhìn kèm rất có thối. Rồi, sau đó là từ từ hai tay ôm vào ngón chân nào. Chúng ta cúi. Từ từ các người xuống thẳng lưng nào, thẳng lưng dưới ngược lên, thẳng lưng dưới ngược lên nào. Nếu được thì hai cổ tay chúng ta sẽ chạm xuống dưới, vẫn là thẳng lưng nào. Cố gắng thẳng lưng nào, ép cái căng cái ngay cái phần đùi đấy, cái nám. Rồi hít vào, từ chúng ta nâng lên. Thực hiện thêm một lần nữa là thở ra, từ từ gập xuống nào, gập từ phần xương cuộn thẳng lưng, cố gắng thẳng lưng nè. Thẳng lưng, thẳng lưng, hít vào sâu và chậm, giữ 5 4 3 2 1 rồi hít vào, xin mời mọi người hãy chống duỗi hai chân ra, hai chân nào, đưa hai chân ra phía trước, chống hai bốn chân lên, áp bàn chân xuống dưới sàn, hai tay chống sau hông nè, hai mũi chân chúng ta sát vào nhau, xoay ngược mũi tay lại, xoay ngược mũi bàn tay lại, hít thở ra, từ từ chúng ta đổ hai mũi chân sang bên trái, chạm xuống dưới, nào chạm xuống dưới, cố gắng chạm xuống, mắt nhìn sang bên vai phải. Cố gắng chạm mũi chân xuống nào. Hít vào từ từ nâng chân lên. Thở ra. Đổ hai mũi chân sang bên phải, mắt nhìn sang bên trái. Nào, thả hai mũi chân xuống. Mũi chân, mũi chân, cố gắng mũi chân đặt xuống dưới thẳng nào. Nhưng mong đen lên, ngồi lên, mắt nhìn sang bên trái. Vẫn giữ cho cái tay thẳng nào. Nào, nếu được thì chúng ta đổ hai hai mũi chân xuống. Hai mũi chân. Đổ hai mũi chân nào. Hai mũi chân đặt thẳng. Hít vào từ từ lưng lên. Thở ra, tiếp tục đổ hai bốn chân sang bên trái, mắt nhìn sang bên vai phải, mặt xoắn sâu vào cuộc sống, hít vào từ từ lên, thở ra tiếp tục này, đổ hai bốn chân sang bên phải, mắt nhìn sang bên trái, thẳng lưng lên, giữ 5 4 3 2 1 rồi hít vào thì người chúng ta nâng người lên, rồi mình một mẹ ngồi kéo dọc theo các bạn nào. Hai chân phải rộng còn hơn. Mình xin lỗi mọi người nha, duỗi thẳng chân, duỗi thẳng chân là nào, ngồi thẳng lưng, ngồi thẳng lưng nào, thẳng lưng
nhưng mà đã bị đổ lương về trước rồi, khoảng lương rồi. Lương nào cũng khoảng lương đây này, phải tại đặt trên cuối chân vẫn bị ấy ở, vẫn bị đổ về trước rồi, khoảng lương năm lương luôn. Nào ví bạn lương ngay tay ta thở ra từ từ dọc xuống nào, tập từ phần thắt xương cột nào, phần thắt lưng nào, sau đó hai tay ta chạm nhẹ vào đầu ngón chân nào, thẳng chân ra, thẳng lưng làm ngược nào, cố gắng đẩy cái ngực lên, đẩy cái bụng lên, dịch cái mông cho các cái mông đổ về sau, mông về sau. Năm bốn cố gắng thẳng lưng thẳng dưới chân ra, bốn ba hai một rồi hít vào từ từ, vươn hai tay cao thở ra, xoay người sang bên trái, tay trái chúng ta đặt sang mép bên phải, tay phải chúng ta hạ xuống mép thẳng bên trái, tạ xoắn nào, xoắn sâu, cố gắng là cúi cái người xuống sao cho cái thân người trên thẳng, hít vào nâng người thứ hai lên cao. Đó là tay phải đặt sang nhất và bên trái, đặt sâu đặt đứng về đằng sau này, đặt dài về sau, không đặt ở ngay không, đặt dài về sau, sau đó hạ tay sẽ xuống, mắt nhìn xuống dưới hít vào nâng người, xuôi hai tay ra, ở đây các bạn xoắn sang bên phải, bên trái, tay trái đặt sang cả bên phải, tay phải hạ xuống cả bên trái, bạn xoắn sâu nào, cái bụng rút lại, bạn xoắn nào, năm, bốn, ba, cố gắng hạ cái khuỷu, cái khuỷu trái của kem khuỷu trái chúng ta chồng xuống, tay trái chúng ta chồng xuống, ba hai một hít vào nâng người vươn hai tay cao thở ra, xoay người sang bên phải, tay phải đặt sang nét bên trái, tay trái hạ xuống nét bằng bên phải, mắt nhìn giữa hai tay, giữ năm bốn ba hai một, rồi hít vào từ từ vươn hai tay cao ra, hạ tay xuống. À, xin mời mọi người đưa về tư thế cái bàn. Về cái bàn, nào chúng ta sẽ dùng hai bên này, tay chống hai bên này, nào hít vào nâng hông hạ võng lưng dưới ngực trùng nhẹ gõ tay, xoay hơi xoay cái vai về sau là
Cùng cầm miếng sắt luôn lại. Mở ra. Hạ không? Quận người. Sốt ra qua. Nhìn đẹp có cổ. Mắt nhìn xuống xuống. Hít vào. Nâng hông. Hạ bóng lưng. Dùng nhẹ vào tay vươn cằm đến chặt môi lại thở ra hạ hông cuộn người xốc cao vai cằm về hõm cổ rút bụng lại rút bụng lại nào rút bụng lại để rút bụng lại nào hít vào nâng không hạ bõm lưng hạ bõm lưng nhưng chúng ta vẫn siết bụng chứ không phải bõm lưng nhé trùng nhẹ vào tay vươn cằm nín chặt môi lại ở hạ không cuộn người là rút bụng sốt cao lại cầm về bụng cổ mặt nhìn đúng vào nâng hông hạ hõm lưng rút bụng lớn ở trên cằm trùng nhẹ chỗ tay hơi xoay nhẹ cái vai về sau là trùng nhẹ chỗ tay trùng nhẹ chỗ tay gần trùng cái chỗ tay không trùng cái kiểu tay không hơi cằm trùng nhưng mà chúng ta hơi xoay nhẹ cái vai về sau trùng cái này là chúng ta đang vươn cái đầu trước chúng ta hơi xoay nhẹ cái vai về sau tay này tay này chúng ta hơi xoay nhẹ hạ xuống thì cái vai nó sẽ xoay về sau rồi hít vào một từ chúng ta đưa người về chính diện để hôn lấy cái bàn rồi xin mời mọi người nào bỏ ra buông tay ra hai tay chống xuống dưới thảm hai tay chống xuống dưới thảm này hít vào chúng ta co gối trái co gối trái này. Chạm khuỷu tay trái hít vào co gối trái chạm khuỷu trái duỗi tăng mũi chân lên ra chúng ta đặt tăng chân về sau hít vào co gối trái nào rút bụng nào gù cái lưng rút không gối trái chạm thử tay trái ra đặt tăng lưng về sau cân không thấy không hít vào co gối nào gù hơi gù cái lưng lên quận rút bụng thở đặt căng về sau để ngược mũi chân để ngược mũi chân là cân hông duỗi ra thì nó sẽ là nhiều chúng ta đặt cô gặp cái mũi chân lại hít vào đặt cô gối này duỗi mũi chân giữ năm bốn ba rút bụng hai một hít và tăng về sau và thở ra chúng ta hạ xuống đổ chân tiếp tục chúng ta duỗi tăng tăng chân về sau để ngừa chân là cân đau mà cố gắng là dồn được sang cái bên tay phải đấy lực của thân trên là nó sẽ sang bên tay phải nhiều thì chúng ta sẽ cân hông hơn co gối chân chạm với tay duỗi tăng mũi chân hít vào đạp tăng chân về sau để ngược mũi chân
thở ra, bốn chân chặt cửa tay, gù lưng lên, hít vào đặt căng về sau, để ngược mũi chân, xoay ngón chân cái vào chân mặt, cố gắng xoay ngón chân cái, gù lưng nào, gù lưng lên trước, gù lưng lên, gối chạm cửu, ta phải gù cái lưng lên, gù cái lưng lên gì đó mới quận sâu. Rồi nhịp cuối cùng là hít vào và căng về sau, thở ra, gù lưng lên, rút bụng hạ, gối tay gối chân chạm cửu tay vào, giữ 5 4 3 2 1 rồi hít vào đặt căng về sau, thở ra từ từ chúng ta hạ chân xuống. Rồi. Xin mời mọi người là hít vào, chúng ta bước chân trái lên ra ngoài bàn tay trái, hít vào bước chân trái ra ngoài, duỗi mũi chân phải ra nào, sau đó chúng ta nâng tay trái này, vươn tay trái thẳng lên trên cao, vươn thẳng lên trên, mắt nhìn theo tay trái, giữ 5 4 3 2 1 thở ra, chúng ta hạ tay trái ra phía ngoài thẳng nào, tay phải chúng ta vươn lên trên cao qua đầu, vươn cao, giữ 5 4 3 2 1 chúng ta từ từ tay phải xoay sang bên trái nào, hạ tay phải xuống sang bên trái, hạ tay phải qua gối bên trái, bỏ tay trái ra nào, cố gắng là bỏ hai tay, mắt nhìn lên nào, nhìn chéo chéo một góc nào, hít thở sâu và chậm, giữ 5 tay phải đưa ra bên ngoài, tay phải đưa ra bên ngoài đùi trái nào, 3 2 1 rồi hít vào, từ từ chúng ta bỏ hai tay về trước, thở ra hạ khuỷu tay phải, hai khuỷu tay xuống dưới thảm, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn giữa hai tay, cố gắng nào hạ cái bông lưng xuống, hạ cái bông xuống, hít thở sâu và chậm, 5 4 3 2 1 rồi, xin mời mọi người từ từ nâng hai tay lên, nâng thân người lên, sau đó chúng ta nhấc cái gối chân lên, nhấc cái gối chân phải lên chống sự bàn cả nào, nào bút đầu bàn chân trái mà nâng gối chân phải lên, mọi người nào hạ cái lưng hạ cái hông xuống, giữ chân tách khỏi thảm nha, chân phải tách khỏi chỉ mũi chân, 5 4 3 2 1 rồi thì chúng ta hạ mũi phải xuống, duỗi mũi chân trái duỗi mũi chân phải áp lên mũi chân, thở ra từ từ chúng ta lùi hông về sau, đấy. thẳng chân trái ra, chống nhẹ bằng các đầu ngón tay nè, chống dựng các đầu ngón tay lên nào, nâng hông lên, nâng hông lên, lùi lùi rồi
Nào, gần tháng lưng nó có ý là hút thẳng lưng ra nào. Chị em thẳng lưng đây nha. Giữ 5 4 hạ võng lưng xuống, hạ võng lưng xuống. 3 2 1 rồi từ từ chúng ta hạ bàn tay xuống nào. Nâng chân phải lên, phải nâng chân phải ra. Rút chân trái về sau. Đặt cạnh bàn chân phải. Nhấc cao đỉnh không chịu tay ba ra. Tay ba trùng nhẹ nào. Mọi người chưa thẳng được lưng thì chúng ta sẽ trùng nhẹ với chân. Hít sâu bụng lại. Rồi, xin mời mọi người hãy hạ cái chân xuống. Thực hiện đổi bên chân. Hít vào, tăng chân phải về sau. Thở ra, gù lưng nào, gù lưng lên nào. Gối chân chạm cửa tay. Rút bụng lại. Hít vào. Từ từ đặt cao chân về sau. Để ngược mũi chân cân không nào. Chúng ta cân đầu lên nào. Thở ra gù lưng trước, gù lưng nào. Rút bụng. Gối chân chạm cửa tay. Cúi đầu xuống. Hít ba. Đặt căng chân về sau. Đặt căng chân về sau. Nào, giảm ngược mũi chân. Xoay uốn chân cái. Vào trong. Thở ra. Gù lưng nào. Gù lưng sau đó chúng ta bốn chân chạm cửa tay rồi nhịp cuối cùng hít vào đặt căng về sau chuẩn bị đặt ngược mũi chân xoay ngón chân cái vào bên trong thở ra gù lưng bốn chân chạm cửa tay giữ 5 4 3 2 1 hít vào đặt tay lên xong thở ra bước chân phải đặt cạnh bàn tay phải ra phía ngoài rồi. Đó. Bốn chân thì trùng vuông góc không bước quá dài đâu bước đặt đặt bàn tay thôi bước đặt đặt bàn tay thôi hít vào chúng ta vươn tay phải lên cái gối chân thì vuông góc nha gần mình chân này năm bốn ba hai một hạ cái tay thẳng xuống đít vào vươn tay trái lên trên cao qua đầu mắt nhìn theo tay trái hít thở sâu vào chậm giữ 5 4 3 2 1 rồi từ từ chúng ta hạ tay trái chúng ta đi cái tay phải sang bên phải nào đi hai tay sang bên phải nào, cố gắng nào hai tay đi sang bên phải nhấn chân mình hạ cái phần hông xuống giữ 5 4 3 2 1 rồi từ từ mình phải đi hai tay về trước đi bộ tay về trước này sau đó hạ thử tay xuống cái thẳng hạ thử tay xuống cái thẳng hai tay đan vào nhau mắt nhìn xuống
Hít thở sâu và chậm, rút bụng lại. Năm, cố gắng hạ cái không xuống. Bốn, ba, nâng đầu lên nào, nâng đầu lên, mắt nhìn xuống, chúng ta cúi gập đầu xuống thôi. Ba, hai, một, rồi thì đến nâng tay, giấm tay lên, dựng mũi chân trái này, nâng gối chân phải lên, thẳng thân người, mắt nhìn giữa hai giữ năm bốn ba hai một, rồi từ từ hạ gối chân trái xuống, lùi hông về sau, chống dựng bằng các đầu ngón tay, thẳng chân trái ra, thẳng chân phải ra. Nếu một cái con là chúng ta nữa thì chúng ta có thể nâng cái mũi chân lên, nâng mũi chân phải lên, thẳng mũi phải lên, mũi chân phải lên, vươn mũi dưới bụng lên, hạ cái con lên xuống, giữ, hạ, chống bằng cái gót chân này luôn, bốn, ba, hai, một, rồi từ từ xô về trước, hạ hai tay xuống, nhấc gối chân trái lên, rút chân phải về đặt thành bàn tay trái, đi bộ tại chỗ, đi bộ tại chỗ, nhấn sâu cả phần vai xuống, nhấn xuống dẹp chân, cố gắng nhấn sâu vai xuống mặt, thẳng lưng ra, lưng rồi, đang bị buồn lưng rồi, cũng nhấn vai hạ vai xuống, cũng thẳng thấp vai xuống, thẳng thấp vai xuống nào, cố gắng nhấn cái vai hạ xuống, nhấn mạnh cái vai, thẳng cái vai ra, đấy, đúng rồi, lần nữa, lần nhấn mạnh cái vai xuống nào, nhấn mạnh cái vai nào, rồi qua là rất là tốt. Đấy, đúng rồi, nhấn nhấn hạ vai đúng không? Nhưng mà thẳng lên mu chân ấy. Cái mu chân nhấn lên là cái mu chân. Mới lại cái cẳng chân nó phải thẳng nhau. Tức là nhấn mạnh cái mu chân đấy, nữa ép qua ép nữa cái gót chân luôn. Ép thẳng nữa, đúng rồi đấy, đúng rồi. Rồi, rất tốt. Rồi. Xin mời mọi người hãy lùi không? Hạ mũi chân lùi hông về tư thế em bé. Lòng. Rồi, xin mời mọi người về tư thế cái bàn nào. Về tư thế cái bàn nào. Xuống, yên lên tay là hít vào. Bước chân trái lên. Giữa hai tay. Chân trái lại hay là cẳng chân điều chỉnh, cẳng chân vuông góc, hạ cái mu chân phải áp xuống sân sàn, tiếp tục và chúng ta từ từ vươn hai tay lên cao, đẩy tay ngược về trước, đẩy tay hai tay về sau, từ từ này, từ từ hạ tay xuống này, hạ thử tay xuống này, để cánh tay xương rồng đẩy căng ngược lên. Nào. Đẩy cao hơn ngược lên. Hít vào sâu và chậm. Thở ra. Ta từ từ
Vân giả là về trước, Vân đại là về trước, bay khoảng hơn người, đi thật sâu vào đảo, nó xong rồi thả bay xuống mặt, tiếp tục thực hiện lần hai là hít vào, nâng người, vươn hai tay ra, thở ra từ từ, đẩy căng ngược về trước, đẩy căng tay lại về sau, từ từ chúng ta hạ cổ tay xuống nào, từ tay đến tay dương rộng, đẩy căng ngược lên, hít thở sâu và chậm, hít vào nâng người, vươn hai cái ra, thở ra vươn dài người về trước, cố gắng đẩy cái gối trái sang bên phải một tí nào, tâm vươn dài, giữ năm bốn ba hai một, rồi xin mời mọi người từ từ thả tay xuống, người không đẹp nào, nâng mũi chân phải lên rút chân trái về sau về tư thế bên ngực nhất là mình không duỗi căng tay vào trùng nhẹ mũi chân này. Nâng không này trùng mũi chân thì chúng ta sẽ giúp được cái bụng sâu hơn rồi đổi bên chân nhét vào bước chân phải lên đặt giữa hai tay ngồi lên này những chân này những chân trái này thả gối thả gối phải gối mũi chân phải hít vào nâng người vươn hai tay vào ra từ từ đẩy ngược về trước ngả người về sau hai tay từ từ trùng bên tự tay hạ vai xuống đẩy căng ngược lên về trước đẩy căng tay vai về sau cái gối chân phải chúng ta mở nâng người vươn hai tay cao nâng người vươn hai tay cao thở ra từ từ đẩy căng ngực từ trước ngả người về sau từ từ hạ hai tay vai để căng về sau căng ngực về trước nào cổ chúng ta ngả theo với sống lưng nào giữ năm bốn ba hai một rồi hít vào nâng người vươn hai tay cao thở ra vươn dài người về trước là nào bốn phải sang bên phải giữ năm bốn ba hai một rồi từ từ chúng ta thả tay xuống nào xin mời mọi người thu nhấc gối trái thu chân về tư thế bên ngược sau đó chúng ta thả gối lật thả gối xuống nhồi không bé em bé không xin mời mọi người nằm úp xuống dưới thảm hai tay
muốn cái ngang với lại đây á ngang tám ghép hai chỗ tay sát vào thân người, hai tay chống với tay vuông góc với nhau, hít là nâng đầu, nâng cầm lên, quả thẳng được, tốt thì chúng ta có thể dựng lên, chống thẳng tay lên, chống thẳng tay lên là hơi xoay nhẹ cái vai về sau, xoay nhẹ về sau. Vừa với cả đang không là sẽ đau lưng đấy nha, siết cái cơ bụng nào, thở ra từ từ chúng ta hạ hạ lưng hạ chán không đi vào chúng ta nâng đầu lên, chúng ta mới chúng ta nhân lên ở cái tư thế đang ngoan nó không bị đau không nâng cái phần lưng phải thẳng thẳng cơ thể thở ra từ từ hạ chán hít ba nôi lên cầm cái ống cổ thở ra từ từ hạ xuống hít bốn nâng lên thở ra hạ xuống chán chạm hít năm nâng lên nếu mà tốt thì chúng ta sẽ nâng lên từ cái nắm to cao chống cao của tay còn nếu như mới thì chúng ta sẽ nắm con nó lên thở ra từ từ hạ xuống nào bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với nâng tay và nâng chân như thế trong chống này. Nâng ngực và nâng chân mình hít vào nâng chân nâng hai chân nâng ngực bắt quả chẳng nào toàn bộ chúng ta đỡ bắt bộ thở ra từ từ hạ xuống hít vào nâng người lên nâng lên cao lên đỡ bằng phần thẳng chân ra quyền thẳng chân quyền thẳng chân thẳng gối thở ra từ từ hạ xuống tiếp tục hít vào nâng lên người đặt nâng cao lên thẳng gối chân của mình thở ra xuống thì cuối cùng hít vào nâng chân nâng ngược giữ năm bốn ba hai một qua từ từ hạ xuống đây xin mọi người mở tất cả chân ra qua chân lại trong đó chúng ta mùi mùi hơn đấy là mở hai chân tách ra khỏi đây khoảng cách cả mùi hơn về sau mũi tăng ra không đâu đẩy nữa mong được sau đẩy nữa quyền quyền đẩy nữa mở hai chân hai bên quyền mở tách hai chân ra
tách hai chân, tách hai cái bàn chân ra ngoài hết thảm. Tách bàn chân ra ngoài hết thảm như của bạn Hoa. Bây giờ thư giãn nữa. Rồi, xin mời mọi người từ từ bốn chân lại. Nào, ngồi quỳ trên hai chân. Quỳ trên bốn chân nào. Đâu đủ á. Đưa hai tay về sau không? Xoay ngược cũng bàn tay lại. Đau xuống. Rồi không siết chặt cơ bụng. Xuống. Tiếp tục nhận thêm một lần nữa. Hít vào. Này là chúng ta quỳ ngồi trên này. Ngồi trên chân này. Sau đó chúng ta nâng cuối chân lên. Nâng cuối chân lên. Ngồi trên hạ hông xuống. Thế nằm bằng chân đấy. Xong rồi nâng cái gối chân lên. Nâng gối chân lên khỏe hả. Nâng mạnh gối chân lên. Nào 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 nặng nhá, tay sẵn hạ xuống này, cái con dùng một cái chân dùng một đang tay rồi cái bàn chân này là người mới đang tay nói chúng ta ngồi cái hông lên, ngồi cái hông lên nào, nâng cái gối chân khỏe hẳn nào, nâng cao cái gối chân này, ngồi cái hông lên trên cái ngón chân này, cái phần ngón dưới nâng cao đúng đấy, nâng cao đúng như nào. Đau lắm, đau bàn chân, tại vì là cái mu chân, cái phần mu chân, mấy cái cổ chân thì chúng ta chưa được giãn căng, nhất cái độ mà của cái cổ đấy mọi người mình chả biết được có tới xa, rồi rồi hả, đúng, rồi, sau đó là ngồi, em mong xuống đi tám. Chân phải ta gặp lại sát vào hông, gót chân sát vào hông, chân trái gặp lại bạn sát vào hông. Đây là ngồi tư thế đầu bò nhé. À, hai chân ta bỏ sang hai bên, người cũng nâng lên, à, gặp cái chân trái mà, thấy nha, chân trái gót chân trái đặt sát vào hông này. Sau đó chân phải này. Đấy, hai cái gót chân làm sao mà chúng ta đặt sát vào không, đặt sát không phải thẳng lên, đẩy lên lên chút một ngàn không ngã người về sau, không ngã người về sau nha, nếu hoa thì ngã người về sau, hít thở sâu vào chậm. Sau đó chúng ta đổi thêm chân, vừa là chân trái ở bên dưới, thì giờ chúng ta sẽ duỗi chân trái ra, đặt chân phải lên trên, đặt chân phải xuống dưới, chân phải đặt xuống dưới này, đặt sát vào hông bụng, sau đó chân trái đặt lên trên, đặt lại xuống, nào, ngồi thẳng lưng. Hoa lên lên. Sâu để hoa lên người đỡ lên hoa là mình ngã về sau, không ngã về sau cũng được nè,
À, bây giờ chúng ta có thể chúng ta cưới nhà không đi mà hạ bụng chạm vào tôi này. Còn tôi đã ăn chỗ nào không? Hạ bụng xuống hoa gặp người xuống đã thư giãn căng phần đùi chưa? Ồ, mà mọi người nào không để lên lên chân ra rồi chúng ta làm nữa. Làm nữa nào. Ngâm chân trái nữa. Để mình giữ chân. Đấy, ngâm xuống cái sàn. Đó, ngã chân trái. Tiếp, ngâm chân phải lên. Tiếp trái. Mũi chân hít lên hít lên sau đó chúng ta cua chân tay trái cầm vào bàn chân trái từ từ chúng ta hạ chân trái xuống sang bên trái nào xuống bên xuống nhưng mình tay vẫn là bối qua gặp chân trái đi qua gặp cái bối trái dùng tay vẫn là bối trái ấn xuống mắt nhìn sang bên phải cái phần đối mắt nhìn sang bên phải hạ gối trái mắt nhìn sang bên phải rồi gối trái áp xuống sàn mắt nhìn sang bên phải tiếp tục hít thật sâu và chậm rồi tiếp tục thở ra hít vào cái chân chân trái đi thở ra xuống rồi bên chân hít vào nâng chân phải lên từ tay qua chân phải tay cầm vào bàn chân phải này chúng ta đổ chân phải sang bên trái hạ xuống qua gối chạm gối này hai trái này trên gối nó sang gối mắt nhìn sang bên trái hãy lại là trên gối mắt nhìn sang bên trái hít vào sâu vào dài rồi sức khỏe lên lên thở ra hạ xuống nào. Qua mũi chân lên áp vào hông hít vào nâng hông lên thở ra rồi hạ xuống bây giờ chúng ta chống bằng cái mũi chân nhé chống mũi chân nào tôi ví dụ như mũi chân lên chống bằng các đầu ngón chân nào rồi hít vào nâng hông lên tiếp cả cơ đùi nâng hông cao lên
cảm xúc để bộc lộ. Hạ hông thôi, chân vẫn giữ nguyên, chân bắt sát vào một tí nữa nào. Sát nữa bạn nha, hít vào nâng hông lên, thực hiện hông 10 lần, siết chặt cơ hông, bụng, thở ra, hạ xuống. Hít ba, nâng hông lên. Bốn, nâng hông lên, siết chặt cơ, mong cơ đấy sàn, siết chặt cơ, thở ra, xuống. Hít năm, nâng hông, bụng nào, cao lên, thở ra, xuống. Hít sáu, nâng hông lên, thở ra, thả xuống. Hít bảy, nâng hông lên, thở hạ xuống. Hít tám, nâng hông, cao hơn nữa đây, thở ra, thả xuống. Hít chín, nâng hông lên, thả xuống cao hơn đây, thở hạ xuống. Nhìn cuối cùng, hít 10, nâng hông lên, giữ trong 10 giây, siết chặt cơ hông, cơ đáy sàn, cơ bụng. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, rồi thả hông xuống, nào xuôi, duỗi chân, duỗi tay ra, tách hai chân ra ngoài miệng thảm, hai tay cúi đầu thân. Cách thân người hay cách thân người người phân tiếp vào sâu thở ra một chậm tiếp vào một sâu đỏ một chậm tiếp vào một căn phòng lên. Thở hết hơi ra rút sâu bụng lại, nhún rút 5 4 3 2 1 hít vào thở ra hít sâu thở hết hơi ra. Nhưng mà mọi người hãy coi chân trái lên, qua chân trái lên, qua chân trái nào, từ từ con người sang phải và ngược lại, nào, đây hôm nay là cơ hội thôi, đi bộ và biết thêm tí nữa. Chào bạn, người ta hôm nay chị em thế mà cô ta tìm mũi nào không? Cứng đùi cứng không hạ không được. Em lần sao? Đúng rồi, Cứng chị hạ thấy không? không hạ. Cứng
chân nó cứng đơ, Cố lên. nó đau. Tại là nó lâu dài thôi, chứ bây giờ ví dụ như là ngồi thì lúc trước không ngồi được như này, giờ ngồi được như này nó tiến bộ rồi. Chạm hết rồi. Em xin rời trước nha. Rồi. Em chào chị nha. 26 tuần 15 hôm nay thứ bảy nên nhận dạy của chị. Rồi, chào em nhá. Vâng, chào cô.